xin chào cả nhà đã quay lại kênh Nghĩa Vlog. Và bây giờ Nghĩa đang có mặt tại thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt nha cả nhà. Bây giờ mời cả nhà theo chân mình đi vào xem phong cảnh bên trong nha. Đây cả nhà, hôm nay mình đi với mấy đứa em nha. Đây là em Loan, còn đây là em Phụng. Hôm nay một mình đi với ba người phụ nữ nha cả nhà, ba nàng hot girl. Ở đây là em Lượm, em ấy đang ngắm hoa. Cái gì Lượm? Cây ngộ. Cây ngộ quá thì mình gọi là cây ngộ đi. Đi lên đi. Cái gì? Ờ, mấy cái cỏ rêu hả? Có nhìn đẹp nha. Ồ, đẹp quá ha. Đằng kia kìa, chồng nó mới đẹp kìa nữa. Nào, đây nè cái nhà. Ờ, đẹp chứ. Cái cỏ này cỏ gì đẹp quá vậy ta? Đẹp hay vậy? Ồ, đẹp ghê luôn á. Xin mấy nhánh về chồng được không ta? Được. Tí đi ha, tí đi. Thôi không, thì phải hỏi thầy đàng hoàng. Rồi. Bây giờ mình đi vô trong này cả nhà. Chính điện không đâu. Hả? Thường mấy chính điện không được quay phim chụp hình. Xin để dép từ đây. Thank you.
sự tự động lớn nha. Đây có đường đi xuống này. Hồi lâu rồi mình đi mình nhớ có một cái đường đi xuống có hồ cá nữa, nhưng mình giờ không nhớ đường xuống nha. Ồ, đây cỏ đẹp quá. Cỏ đẹp quá các nhà ơi. À, giờ dụ được mấy em này vô tham quan vườn hoa cả nhà. Trời có bả kìa. Trời đất ơi. Lần đầu nó đi hả? Trời ơi. Quá lũi nhưng cút lũi vậy. Lũi nhưng cút lũi vậy cả nhà. Nó gặp qua nó vậy nè trời trời. Đó nó như con cút lũi vậy. Trời ơi coi kìa. Ôi qua đẹp thiệt chứ. Ừ thiệt á, đẹp á. Ủa hoa hồng nè đẹp ghê không. Bây giờ đi qua bên đây cả nhà. Ở đây này có cái gì đó đẹp lắm nè. Ở đây như một cái lăng mộ cả nhà. Theo mình đi chùa rất nhiều thì những cái thường thường giống vậy là những cái lăng mộ. Đúng, chính xác đây là một cái lăng mộ cái nha. To lắm. To lắm nha. Để đi qua hướng này. Qua hướng này đi lên. Ồ xa quá. À, đây là một cái lăng mộ. Đúng rồi. Rồi người ta không cho vô rồi. Pháp thân trường trụ, người ta không cho vô cái nhà này. Nơi tôn nghiêm xin miễn vào. Pháp thân trường trụ, Như Lai ứng hiện, đến đi mà chưa từng có đi đến. Pháp chánh pháp lưu truyền, trao phó vẫn chẳng thể thành phó trao. Rất là lớn. Tiếc quá, không vào trong được.
xuống như này cả nhà. Cây giống cây dòng nhà xương sĩ hay sao á, không biết. Ở đây ở trên này nó có nhiều cây lạ ha. Ở dưới kia như hồ tùng lâm cả nhà. Đi đi xuống đi. Ủa anh nhớ hồi trước ở đây có cái hồ nè. Hồi lúc anh đi là cái chỗ này nó chưa xây luôn. Mười mấy năm. Hồi đó đi xuống đây ghê lắm. Anh nhớ dưới đây có cái hồ. Cả nhà ơi, thì do thời gian có hạn năm ra là bốn anh em mình hôm nay không có đi được cái hết cái thiền viện Trúc Lâm này cả nhà. Thì nói chung là cũng quay được sơ sơ. Rồi bây giờ để dành một ít thời gian nữa để đi qua bên Thác Cam Ly cả nhà. Thì bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo tại Thác Cam Ly nha. Xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Bye bye.